cách xả nước bể bơi không kim loại nhập khẩu nha. Thì thông thường bể bơi này sẽ làm các cái lỗ máy lọc đây, cả lỗ thoát nước thì thường là không, khi mình xả nước thì mình sẽ tháo được tất cả các lỗ này ra, van này ra đấy. Thì nhưng mà vì cái van thấp nhất họ làm cao hơn mặt đất, bởi vì là chống trường hợp là nếu để dưới mặt đất ấy, người bơi dẫm lên sẽ rất nhanh hỏng, nên là hãng phải làm cao. Thì khi mà xả mình nước này nó sẽ không chảy nữa. Như vậy thì mình sao với cái bể không kim loại này, mình chỉ tháo bớt cái chân, phần chân ở gần có cái van xả nước nhất đây. Các cái chân khác không được tháo nha, vì nước nó rất là nặng, nếu mà tháo ra thì nó sẽ gãy ngay, nên là rất nhiều người đã bị rồi. Thì phải tháo các cái chân gần cái van này nhất, thì cái phần đấy nó sẽ trũng lại đấy. Sau đấy khi mà lượng nước giảm dần ấy, thì mình sẽ tháo dần cái chân của nó. Khi đó thì là đến cái phần nước cuối cùng ấy, cái phần này thì mình có thể đứng đầu này mình kéo để cho nó chảy ra đây, cái góc kia là cái góc trũng nhất, có van thấp nhất để chảy ra đấy. Thì mọi người lưu ý ấy, khi mà tháo xả nước cẩn thận nha, vì rất nhiều người đã bị tháo không đúng là đã bị gãy những cái khúc nhựa rồi, cả Intech hay Techway như vậy, phải lưu ý nhé. Đấy, để tháo cái chân gần nó nhất, tháo dần, nước nó giảm dần thì mình sẽ tháo dần các chân ra. Đấy.